Rồi, chào cả nhà đã quay trở lại với kênh của em nha. Thì hôm nay em có đến vườn mai của Cẩm Hồng tại ấp Vĩnh Hiệp, xã Vĩnh Thành, huyện Chợ Lách, tỉnh Bến Tre để quay cho cả nhà mình cùng giao lưu với nhà vườn mình một vài lô Nhiều mai mai ha. lắm, nhìn thấy Thì đắt bên giá nhà không vườn á? mình có 4 mức giá, Đắt mắt cái không? giá nghe cũng rất hấp dẫn cả nhà. Thì cái giá nhỏ nhất là 350 một cây. Kế tới là 500 ngàn, và kế tới ví dụ như cái hàng bên trái em đây là 900 ngàn. Còn cái hàng bên phải nằm ở chậu 6 này là 1,4 triệu ha. Thì cái giá này rất là coi như là rất hấp dẫn luôn. Thì bên nhà vườn thì mọi năm không có đi bán nên đa phần muốn bán ở nhà đó. Nhưng kêu cái giá sao là cân đong đo đếm sao mà cho cả nhà mình mua đó, mà coi như là bán hết ở nhà đó nên bán cái giá cũng rất là dễ chịu. Thì cô chú anh chị mình thí dụ thấy có thấy mà mình trong cái tầm của mình á thì mua ủng hộ nhà vườn ha, giá vài trăm ngàn thì cũng dễ mua quá mà cây đẹp chứ không phải xấu nha. Như mấy cái hàng này nè. Rồi thì trước tiên thì bên nhà nhà vườn mình có một cái số hàng bán cái giá rất là dễ chịu cho chúng ta ha. Hàng như trước mắt thì chỉ có 350 một cây thôi. Thì cái hàng này được khoảng bao nhiêu cây Hồng? Dạ lô này 20 cây anh. 20 cây ha, 350 cây à. Dạ. Để coi Bán tiếng quyện tiếng nhào vốn. sau coi dàn nụ dàn nút làm sao. Ồ trời, nó cũng quá trời nụ nè ha. Tàn túa này cũng ok, 350 cây giá tại vườn nha cả nhà. Đâu em đo thử một cây coi nó tầm độ cái hoành nó có nhiêu không, Dạ. chủ yếu nhà vườn bán gút giống chơi thôi chứ 17 anh. hoành 17 ha. Rồi em đo cái cây bên này thử coi, nó đo 2-3 cỡ thử coi nó cỡ nào ha. Ngày 18 18 hả? Ý chắc đó, tầm đó anh. cái đó là đo cao, đo cao mỹ trên đó nha cả nhà, chứ đo xích dưới nữa tại cái cây nhỏ thì đo nó vậy là nó bị hơi cao. Thì cho nó 17 18 đi. Cao tầm khoảng 1 mét, 1,5 mét tới 1,7 mét nha. Đâu đâu em đứng lại gần gần thử coi cỡ nào không. Đó, thì cái trạng này là 350 hả? Dạ. Bán rẻ chứ Bán à. 350 một vô cây. dễ cho dễ mua anh, cho người ta Dễ dễ mua ha. mua. Nói chung là nụ nút có hết nha. Cả nhà mình mua là đi mình chơi Tết hay bán Tết hay trồng gì nó cũng quá là rẻ. Tại cái này bán coi như là bán rẻ hơn mai đất rồi. Mai đất thì trạng này nó cũng tầm khoảng 400 ngàn một cây. Khoảng từ 17 đổ lên đó thì nó đã là qua là 400-500 ngàn một cây rồi. Mà cái này bán có 350 một cây thì coi như là bán gút vốn thôi. Chứ cũng này không tính lời lớn được. Có 20 cây ha. Dạ. 20 cây rồi tới kế tới là cái hàng nào nữa đâu. Lắng đi coi. Dạ cái lô chậu 5. Chậu 5. Thôi chậu 4 rưỡi trước đi. 4 rưỡi ha. Dạ. Ở đó sình dữ không? Dạ. Em đi được không á? Dạ Anh được. sao cũng được, anh lội được. Rồi cái hàng 4,5 là cái hàng nào đâu? Dạ đây, đó, từ bên đây qua bên đây. À bên đây qua bên đây. Thì cái hàng này bao nhiêu một cây? Dạ 4 rưỡi này thì giá 500 ngàn cây anh, lý Giá xô á. giá 500 ngàn hả? Dạ. Rồi em đo thử vài cây thôi, khỏi bước vô tông sâu nó dơ. Thử cái này đi. 500 ngàn cây nha cả nhà. Mà coi nè nha. Đấy em nói đo thì báo cái hoành luôn. Mà nụ nút kinh hồn lắm nha, chứ không phải là không nụ nha. Nụ dữ lắm, nụ nụ làm như siêu bông vậy mà. Quanh này 24 anh. Hoành 24 ha, hoành bự dữ à. Em đo thử cây nào hoành kế cho nhỏ nhỏ chứ coi. Có cây bự dữ ha. Ừ trong này nó này chung lâu nó không Dạ chung lô anh. tàn tùm dữ ha. Dạ. Cái này chắc thí dụ như có cây trống này chắc phải bỏ ra quá. Dạ thì ví dụ như cây tệ quá thì bỏ qua. Ừ, 500 Quần ngàn này cây 20 anh. bự chảnh vậy ha. Nhiêu em? 20. Này 20 chắc nha. tầm từ 10 18 ăn lên anh. À từ 18 ăn lên là khoảng được bao nhiêu cây? Dạ cái lô này có 4 rưỡi này có 30 cây. 30 cây ha, này chắc cũng phải bỏ ra một số cây lép lép. Dạ. Đó thì cả nhà mình thấy cây nào lép thì cả nhà mình lấy ra. Như thì cái chặng nó tầm cỡ này nè cả nhà. Em đứng xích xích vô thử cây cái tàn cỡ nào. Đó, cả nhà mình thấy 500 ngàn một cây. Chung thì nhà vườn mà bán cái giá rất là hữu nghị ha. Tới hữu nghị luôn rồi. Là 500 ngàn. Rồi cái cỡ kế nữa là mình bao nhiêu? Dạ cỡ chậu 5. Chậu 5 ha. Chậu 5 ở trên trên. Ở trên ha. Dạ. Đi đường này được không ta? Dạ được. Được ha. Đấy thì cô chú anh chị mình có mua được thì ủng hộ vô nhà vườn em nó ha, bán cái giá rất là dễ thương, dễ chịu ha.
không biết làm sao mà chứ nghe cái giá là vài trăm là thấy là thấy thương rồi đó. Này là chỗ 6. Chỗ 6 đẹp quá nè. Thằng này 1,4 triệu đẹp. Rồi, để quay cho cả nhà mình coi dạ. Cái hàng. Nói chung ở quê em vậy cả nhà, đất chật người đông thì có cái chỗ nào thì cứ nhét vô chứ không có trống trải được như những cái nơi khác ha. Là cái hàng này đấy hả Dạ không? đúng rồi anh, lô này nè. Ồ, cái lô này em nói nhiêu, cái hồi năng này Dạ là 900 ngàn cây lấy xô quá, giá xô quá. giá xô 900 ngàn cây, giá này ok ạ. À, đâu em đo thử hoành vài cây kìa. Cái này đi ha. À, đại đi đo chừng 2 cây cho mình cái giá dao động. 900 ngàn thì cái giá này thì cũng rất là dễ chơi cả nha. 22 anh. Nhà vườn nuôi nụ nút ngon lắm. Rồi, nhà vườn mới đo là báo 22. Em khỏi cần quay cái ngay chỗ đo nha cả nhà. Nhà vườn có sao báo vậy thôi thì cả nhà mình cũng còn về về Đúng rồi. coi nữa mà. Hồi nụ nút ngon quá. Mình 22. Cái này 21 anh. 21 hả? Dạ. Ừ. Hình như cái lô này nó có vừa có 5 vừa có 4,5 phải không? Không Dạ không, năm không anh. 50 hả? Dạ. À 50 là 900 ngàn một cây. Dạ. Chắc miếng cái này là tới khu này quá. Dạ tới con này nè. Cái này không phải đâu, Cái này này chỗ chỗ 6. sáu. Cái lô này thì giá hợp lý nè. Thì cái lô chậu chậu 5 này có bao nhiêu cây? Dạ 110 cây anh. 110 cây, 110 cây là giá 900 ngàn một cây. Giá ngon lành ha, giá này thì rất hợp lý rồi. Đó, em bơm thử cái tàn cả nhà mình. Rồi, là 900 ngàn một cây. Giá hợp lý ha, giá này thì còn gì bàn nữa, cốt cành cứng ngắc như thế này Có đế nữa nè. anh Có đấy hả? Ừ. Đây, thì cũng có đế nổi lên hết ha. Đó. Nói chung cây nào cũng có đế nha cả nhà. Đế cái kiểu là như được được nha, chứ không phải nói cái cây mai không có đế sao sống cái thua Úc. à. Nói chung là đế cũng có đế nổi lên, chứ đa phần thông thường cây mai tàn thì người ta chôn sâu đó nha, nên ít có thấy được bộ đế. Rồi kế tới là cái hàng lớn nhất là hàng 1,4 triệu. Hàng này 1,4 triệu bự dữ ta. Này 1,4 triệu hả không? Rồi em Dạ. đo đo thử coi. Tàn ha, nụ nút ha, thấy ok rồi đó, cái giá cũng 22 rất anh. là dễ chịu. 22. Đây coi, đây có cái bông. À, bông cũng ngon lành hết cả nhà. Rồi thì vậy thì ok, cái giá hợp lý rồi, đâu còn gì nữa đâu. Để mình lựa cây bự Rồi, bự không anh. em đo thử một cây nữa coi. Cây cũng Cái chậm nào cũng quá. được. 22. Tàn bự lắm nha. Có đế nữa Cây đó. này 24. 24 ha. Rồi cho hoành từ 22 tới 24 đi. Hơn nó có một cây 27, 28 Thôi ít quá thì kệ đi. vậy. Mấy Cũng vậy là 22. Ui cái khúc này bự nhiều quá chứ, dạ. chứ dám hơn nữa. Em đo thử cái này Cây này 26. 26 luôn hả? Dạ. À, mấy cây này cũng bự nữa nè. À, này cũng 24, 25. Rồi thì vậy được rồi. Vậy là cho từ 22 tới 24 đi, mấy 22 tới 26 đi, mấy cây này cũng khá là to, trên cành đẹp nữa nha. Chung thì cái lô này thì cái giá này thì cũng hợp lý ha. Nụ nút thì ngon lành. Đây. Quá trời nụ luôn mà. Giá gì nghe cây mai mà kêu có giá 350, 500 là thấy là chịu rồi đó. Rồi có cái cây mai này nụ kỳ ta. Quá trời nụ à. Tại em kẹt nền á, em bán rẻ chút. Cái Không lấy nền. nền ha. Rồi thì em gái nó kẹt nền, lấy nền đó thì coi cái có cái anh đẹp trai nào coi được thì mua ủng hộ giùm em gái cái nha. Thì cái giá rất là rẻ luôn, thì em nhắc lại cho cả nhà mình có nắm luôn ha. Thì một loại 500, rồi một loại 350, một loại 500, loại 900, và trước mắt em là một loại 1,4 triệu. Trời ơi lo nói không quay cái này sao mà nụ thấy ghê vậy ta. Cái này cũng vậy. Ở trong cái lô này nụ dứ mà cây nào cũng vậy luôn nha cả nhà coi nè. Nụ lư mà có cái này đặc biệt, cái nụ nó hơi lạ ha. Nụ lạ nè, còn đây nè cả nhà coi nè, nụ nè. Cây đẹp, giá hợp lý ha. Đây thì còn
này khoảng bao nhiêu cây hả Hồng? Dạ lô này 85 cây anh. 85 cây. Rồi, cái giá thì thấy ok bên này nữa chứ gì? Dạ, chung luôn, chỗ 6 luôn. Chỗ 6 luôn, quay cái dàn chân dàn cành cho cả nhà xem ha. Thì 1.4 triệu thì cái giá này cả nhà mình mua được nghe cả nhà. Chung cái giá này hợp lý á. Còn thôi. Tới sao này luôn chứ hả? Dạ, có lô mai mai ghép á, anh nói luôn. Thì đây có lô mai ghép sẵn cả nhà mình có về mua ủng hộ giùm nhà vườn nha. Đại lộc hả không? Dạ đủ hứa luôn anh. Đại lộc thọ về, hương hả? Siêu nụ cũng có nữa. Siêu nụ mai quắn đâu ha. Dạ. Đó, có ăn khúm vậy thôi. Dạ. Thì cả nhà mình có ủng hộ được ủng hộ giùm em đó. Em kẹt nền đó cho nên. Cho nó khỏi đi bán Tết. Dạ. Để chặt tức hết trơn rồi nè. Trời ơi, có cái cây mai quắn nụ sao mà thấy ghê ta ơi, thấy thương không? Cúc thọ hương. Thì mà những cái hàng này hàng bông Tết hết nha. Cô chú anh chị mình có cái hướng mà có mua mình nhét theo coi như hàng để kiếm cơm á thì mua ủng hộ luôn giùm luôn chỗ em đó. Nụ nút ngon ghê không? Thì cái lô này nó cao tầm khoảng 2 thước 2 tới 2 thước rưỡi nha cả nhà. Đem vô đứng thử coi không? Dạ. Đó, nó cao tầm cỡ này nha. Đó, cái đọt mị ở trên đó em giơ tay lên thử coi tới không? Đó, cao vậy đó. Rồi được ha. Thì tầm khoảng 2 thước 2 tới 2 thước rưỡi thì nhiều ha. Tàn túa sum xê. Và cái lô này đặc biệt cái nụ nút thì khỏi phải chê, dỡ lên là thấy nụ, dỡ lên là thấy nụ. Đó, nụ cứng ngắc vậy đó. 1.4 triệu một cây. Chung thì giá rất là yêu thương rồi đó. Quá đẹp. Thì em xin nhắc lại một lần nữa thì cái địa chỉ của nhà vườn mình là tại ấp Vĩnh Hiệp, xã Vĩnh Thành, Chợ Lách, Bến Tre ha. Thì bên nhà vườn mình hôm nay là có giao lưu với chúng ta bốn cỡ mai. Loại thứ nhất là 350, loại thứ hai là 500, một loại kế nữa là 900 và một loại 1.4 triệu ha. Loại 900 thì cũng được 100 mấy chục cây đó. 1.4 triệu thì 80 mấy cây. Còn mấy hàng kia thì một loại ít ít vài chục cây thôi. Nuôi cái dàn nút quá trời. Dỡ lên là thấy nó lư hết trơn nha. Rồi thì cái nội dung hôm nay chỉ có bao nhiêu đó thì cô chú anh chị mình thấy có mình có tông cái tầm của mình á, mình đang có cái nhu cầu cái chặng đó thì mua ủng hộ giùm nhà vườn em đó ha. Thì cái số điện thoại của Hồng thì em sẽ để bên dưới cái phần tiêu đề ha. Ví dụ như mai vàng chơi Tết phần mấy thì sẽ có cái số điện thoại bên dưới. Thì cả nhà mình liên hệ trực tiếp chỗ em đó, còn nếu như không được thì liên hệ chỗ em để em liên hệ lại với nhà vườn ha. Nhiều khi em mới đăng lên nó bị kẹt máy. Quên nữa. Sẵn có hai cây tâm đắc của ông già, hai cây tâm đắc của ông bố của Hồng, quay cho cả nhà mình coi có được thì ủng hộ giùm em đứng giữa hay cái không. Dạ. Đó, nhà coi cái trạng ở đây nó bị vướng cái cây, em không có ấy hết cái form được ha. Đó, có mua ủng hộ được ủng hộ giùm ổng con cặp mà thấy ổng thấy nó xứng xứng cái bắt đầu ổng sửa nụ nút thì ngon nha, nụ nút tàn túa ngon lành luôn. Có củ đế nha, có củ đế mà gốc nằm cái thế trường hồi hai cây vô cặp nên ổng tâm đắc ổng sửa đó, nhưng mà cũng bán nha. Thì bán cũng không có nhiêu tiền cây đâu, thì có gì liên hệ chỗ Hồng á, báo cả nhà đã rề thì tính vô tiền công tiền dây vậy thôi chứ không có nhiêu. Rồi ha, rồi thì thôi chắc em cũng kết thúc cái clip tại đây. Cảm ơn cả nhà đã theo dõi cái kênh và theo dõi cái clip ngày hôm nay. Thì cái giá em nhắc lại một lần nữa cho cả nhà mình nhớ, tại hôm rồi có nhiều anh em yêu cầu nhắc giá liên tục là bên nhà vườn có một loại là 350, một loại 500, một loại 900 và một loại 1.4 triệu ha. Rồi chào tạm biệt cả nhà, chúc cả nhà một ngày thật là nhiều niềm vui cũng như thật nhiều sức khỏe nha. Chào tạm biệt cả nhà.